thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điểm đến của cà phê thế giới. Tại quảng trường 10 tháng 3, sự kiện được mong đợi nhất sắp diễn ra. Khai mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019. Tinh hoa đại ngàn, đêm nghệ thuật đỉnh cao, thể hiện một cao nguyên huyền thoại với những dấu ấn đặc sắc, dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, quy tụ dàn ca nghệ sĩ, người đẹp tên tuổi. Đặc biệt là sự góp mặt của đại sứ truyền thông lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019, top 5 hoa hậu hoàng vũ thế giới năm 2018, Hennie. Lễ hội có 6 nhóm hoạt động chính với 17 hoạt động đặc sắc, tất cả tạo thành một đêm hội huyền diệu, lung linh sắc màu. Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV5, VTV8 là truyền hình Việt Nam, kênh DRT, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk vào lúc 20:10 ngày 9 tháng 3 năm 2019.